Xin chào các bạn. Trong danh sách những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới, Canada luôn dẫn đầu danh sách bởi sự phát triển và môi trường sống tuyệt vời. Hệ thống giáo dục Canada là một trong những hệ thống giáo dục tiên tiến hàng đầu trên thế giới. Bên cạnh đó, bang New Brunswick nói riêng và Canada nói chung, hàng năm đều có không ít du học sinh mong muốn được định cư sau thời gian dài học tập tại đây. Vậy điều kiện định cư Canada diện du học tại bang New Brunswick là gì? Ứng viên tham gia có cần chú ý những điều kiện gì hay không? Hôm nay chúng ta hãy cùng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương tìm hiểu về chủ đề này nhé. Hiện nay Canada không chỉ áp dụng duy nhất một chính sách định cư diện du học như nhiều quốc gia khác, mà mỗi tỉnh bang lại có quyền áp dụng yêu cầu cũng như điều kiện cho riêng mình. Chính sách định cư Canada của bang New Brunswick vẫn mang đặc điểm chung của chương trình định cư diện du học Canada nhưng vẫn sở hữu nét đặc trưng riêng. New Brunswick là một trong bốn bang ven biển miền đông của Canada. Khí hậu ở đây thuộc khí hậu ôn đới, hải dương, khá phù hợp với sinh viên Việt Nam. Bang New Brunswick hiện đang cấp tốc bổ sung nguồn nhân lực hiện đang bị thiếu hụt để phát triển bang. Vì vậy, các ứng viên đáp ứng đủ những điều kiện dưới đây sẽ được cấp thường trú dân tại New Brunswick. Ở độ tuổi từ 22 đến 55, có trình độ Anh văn nhất định, tìm được công việc chính thức tại bang hoặc là chủ cơ sở kinh doanh hoạt động trên 1 năm, bộ di trú New Brunswick lấy thang điểm tối đa là 78 điểm, ứng viên đạt 50 điểm là có đủ điều kiện. Trường hợp định cư Canada theo diện Skilled Worker được chia thành 3 trường hợp với điểm tối thiểu là 51, 54 và 50. Điểm tối thiểu 51, học sinh cấp 3 tại Việt Nam, đi du học tại bang New Brunswick, tốt nghiệp và làm việc trong 1 năm, độ tuổi từ 22 đến 24. Điểm tối thiểu 54, đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, học 2 năm tại New Brunswick, tốt nghiệp và làm việc trong 1 năm, độ tuổi 26. Điểm tối thiểu 50, đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm 4 năm tại Việt Nam, học 2 năm ở bang New Brunswick, có việc làm tại bang New Brunswick, không yêu cầu thời gian làm việc, độ tuổi 28. Khi học tập tại bang New Brunswick, sinh viên chỉ bỏ ra chi phí có thể nói là thấp với mức giá khoảng 13.000 đô Canada trên năm, nhưng lại được tiếp nhận một nền giáo dục thuộc top đầu tại Canada. New Brunswick đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng trường đại học tổng hợp tại Canada. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn thêm về trường đại học công lập New Brunswick, một trong những trường đại học tổng hợp hàng đầu của Canada, đào tạo hơn 60 chương trình đại học và thạc sĩ, mang đến nhiều lựa chọn phong phú cho sinh viên. Đại học New Brunswick là trường đại học Anh ngữ đầu tiên tại Canada. Trường New Brunswick có bề dày lịch sử phát triển huy hoàng, là một trong những trường đại học hàng đầu của Canada. 87% giảng viên công nhân viên chức của trường có học vị tiến sĩ, 80% công trình khoa học của cả bang được tiến hành nghiên cứu tại trường đại học New Brunswick. Chương trình đào tạo của trường như sau: quản trị kinh doanh, quản lý ứng dụng, kỹ sư, khoa học sức khỏe, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Yêu cầu đầu vào của trường: tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm tổng kết trung bình ít nhất là 6 chấm, IELTS ít nhất là 6.5, trong đó không có kỹ năng nào dưới 6 chấm. Chi phí học phí khoảng 1.400 đô Canada trên năm, tùy ngành và tùy bậc học. Ăn ở từ 10.000 đô Canada trên năm đến 12.000 đô Canada trên năm. Các chi phí khác khoảng 4.000 đô Canada trên năm. Dưới đây là những ngành học dễ định cư Canada sau khi du học: ngành điều dưỡng, ngành quản trị du lịch khách sạn, kinh doanh tài chính, kỹ thuật, thiết kế đồ họa, truyền thông, giáo dục mầm non. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như quá trình làm hồ sơ xin visa du học Canada, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 02838484879 tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 02838382080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.